Lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 10, từ câu 24 đến câu 33. Khi ấy, Đức Giê-xu phán cùng các môn đệ rằng: Trò không hơn Thầy, tớ không hơn Chủ. Trò được như Thầy, tớ được như Chủ đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bên-en-ze-bun, huống chi là người nhà. Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ. Không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày. Và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đứng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy. Ngay đến tóc trên đầu anh em, người cũng đã đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ. Anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha Thầy đứng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha Thầy đứng ngự trên trời. Quý vị và các bạn thân mến, nhiều người Công giáo chúng ta có hay quan niệm rằng sống đạo vậy là tốt rồi. Đó là thứ chủ nghĩa tương đối mê hoặc làm an lòng chúng ta. Cứ tàn tàn sống vui vẻ là đảm bảo cho linh hồn. Thật sự, suy nghĩ nhiều một chút chúng ta thấy công việc sống đạo chưa bao giờ dễ dàng cả. Cuộc sống không đơn thuần là niềm vui. Nó đặt chúng ta trước cả núi thử thách. Nó dẫn chúng ta đi vào chỗ phiêu lưu. Điều này Chúa Giê-xu đã cho chúng ta biết. Chủ nhà còn bị gọi là Bên-en-ze-bun, huống chi là người nhà. Ẩn ý của lời này đụng chạm đến cuộc chiến khốc liệt giữa thiện và ác, giữa Chúa và ma quỷ, giữa con người và thế lực bóng tối. Chúng ta nhìn vào lịch sử giáo hội với những bắt bớ, kỳ thị, với máu của các thánh tử đạo, với bao phen lao đao sóng gió con thuyền đức tin của chúng ta đã phải trải qua, chúng ta thấy nó khó khăn thế nào. Ngày nay không phải tất cả những điều đó đã chấm dứt. Không, nó không hề chấm dứt. Nó chỉ chuyển trạng thái như một dạng tinh vi hơn, nghiền nát và cám dỗ Kitô hữu êm ái và nhẹ nhàng hơn. Sự dễ lầm tưởng và sự an toàn giả tạo, nó bắt chúng ta thỏa hiệp dần dần nuốt chửng chúng ta. Nó cho chúng ta sự dễ dãi, nhưng từ từ nó dẫn chúng ta đến sự thỏa mãn chính mình và không cần đến Thiên Chúa. Nó cho chúng ta thấy những cử hành hoành tráng, những ngôi nhà thờ xây lên, nhưng nó đã tạo ra chia rẽ. Nó tạo nên phe nhóm, nó gây ra sự tranh giành, nó gieo vào lòng người Kitô hữu những thủ đoạn, và cuối cùng là một tâm hồn nguội lạnh, khô khan, không cầu nguyện, không kinh kệ, chỉ còn là lý trí thuần túy. Có một điều cám dỗ là ngày nay chúng ta quá dễ thỏa hiệp với sự dữ, với vô thần và bóng tối, và nhất là thỏa hiệp với chính mình, nên dẫn đến sự tự thỏa mãn. Đến đây, lời Chúa nhắc nhở mỗi người chúng ta: anh em đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn. Giá mà chúng ta luôn biết ưu tiên cho chọn lựa linh hồn thì quan trọng hơn là thân xác. Thì ưu tiên cho thân xác, và vì linh hồn là cái không thấy được nên ta lại sống ngược lại. Kệ linh hồn đi, ưu tiên thân xác cái đã. Từ từ đi.
đính sâu. Sự chần chừ và thỏa hiệp sẽ đến khi mà chúng ta không quyết liệt lựa chọn đúng đắn. Lạy Chúa Giêsu, Chúa nói với chúng con đừng sợ. Trong khi chúng con mãi mê rong chơi nơi thế gian này, xin cho chúng con ưu tiên cho mưu ích linh hồn chúng con, mà không phải thỏa hiệp và đánh đổi chính chúng con với thế gian này. Amen.